好呀。Người ta chọn một cam một tấm hình camera anh hiện ra đó, nhưng mà anh phải lưu lại nãy giờ những tay người ta đã chọn những cái gì. Là chứ không phải là chụp vô là dùng được như xưa, chụp chụp xong sau khi chụp thành xong nó sẽ Dùng thằng view, cái đó là chỉ là một cái nút thôi, nó chưa có gọi cái hàm Definite Picking. Nếu anh bấm chữ view, bấm button view ở trên cái chế độ đó rồi á, ví dụ như là trên đó của bài của mình quá. đúng rồi cho view đúng rồi view anh chọn vô cái view đó. chọn cái view này. Khi mà anh vừa chọn vô cái view photo đó là nó đang gọi cái hàm Definite Picking á, anh hiểu không? Thì trong cái hàm đó em muốn anh hiện tấm hình lên, rồi anh phải lưu tấm hình đó vô một cái mảng, để chút nữa anh chuyển qua màn hình bên kia thì anh Thì thể anh hiện hẹn là danh tới tới view này. với một những cái tấm hình người ta chọn trước đó nữa, hiểu không? Thôi vậy thôi. Nó không hiểu cái đó, nó không hiểu cái đó nên bởi vậy không biết sao mà Đúng rồi. chỉ ví dụ như ba tấm hình Không phải ba cái màn hình mà người ta sẽ có bấm nút né với bấm nút back, hai cái nút bất tận nhưng mà sao mới làm thôi. cái chúng ta đã khi mà đó thì một vị trí chỉ có thể là ở điểm nào. Anh muốn bắt đầu ở chỗ nào cũng được, miễn em coi được bên kia là danh sách nãy giờ người ta chọn là đúng rồi. Rồi mình sẽ sửa là ha. là 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 sẽ có hai cái nút đúng không? Đúng Nút để rồi, nút chọn back. mà. Không, cái màn hình đầu tiên thì có nút để cho anh chọn tấm hình, chọn hình hoặc là chụp hình. Chụp xong rồi hiện nó ra trên màn hình đó, nhưng mà nãy giờ người ta ví dụ người ta chọn tấm hình đúng không? Xong ta chụp tấm hình. Thì khi người ta chọn tấm hình là hiện tấm hình nó ra thì anh đang lưu được một tấm. Sau đó người ta chụp tấm hình nữa, cái là anh có thêm tấm thứ hai, đúng không? Rồi người ta lại chụp thêm tấm nữa là có ba tấm. Thì khi mà em có một cái bấm, có một cái nút nữa là show, thì nút đó là chuyển qua một màn hình khác. À vậy là ở trên đây nó phải thêm một cái lúc một mình nữa Để là chuyển chuyển qua một... qua cái giống như đây là cái thư viện chứa hình là nãy giờ anh Đúng chọn cái rồi. lưu đây Đúng rồi. thì mình chọn được ở đây là tấm nào đây thì đây là hiện được lại Không 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 cần. Mình back về để mình cho người ta chụp hoặc là chọn tiếp thôi. thì ở đây một cái lưu là lưu những cái mình coi như là cái quá trình người ta đã chọn đúng Đúng không ạ rồi. lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba lần thứ Đúng rồi. nhưng nó không có tác dụng chỉ là review lại Đúng rồi, mình là review á. cho anh làm qua làm một anh coi có đóng hai hai tấm này à không để sao nhưng mà không để tới đó đi rồi tại vì à không được làm được tới đâu rồi hỏi tới đó chứ còn giờ sửa lại không được công ty Giờ các bạn muốn tự làm đúng không? Khỏi sửa ha. Rồi, ok. Thật ra bạn không thể lưu địa chỉ được, bạn phải lưu một cái tấm hình luôn là dễ nhất. Ha, rồi mình học tiếp. Nó chạy nó bắt đầu tùm lum
Thật ra anh chụp xong anh chuyển màn hình cũng được. Và anh hỏi cho nó bảo đảm. Bỏ vô cái action nha. Camera. Đúng rồi anh chọn vô đó thảo lỗi phải rồi. Anh phải để ở Definitive Picking chứ. Sau khi chọn tấm hình xong rồi anh mới chuyển. Còn cái kia là mới show lên, người ta chưa vô chọn hình hoặc chụp hình là anh do anh chuyển màn hình rồi lỗi là phải rồi. Rồi bữa trước là mình đã học tới chuyển dữ liệu 3 cách đúng không? Rồi, nay chúng ta làm bài tập ha. Rồi, đầu tiên ha, các bạn lên trên Facebook, các bạn lấy hình giúp mình. Để mình nén hình cái ha. Rồi các bạn vô trong group ha các bạn. Các bạn tìm kiếm giúp mình ha, qua phần tệp ha. Qua phần tệp các bạn tìm giúp mình một cái file zip tên là Emic Food Menu ha. Tìm giúp mình một cái thằng tên là Emic Food. Không thấy. Rồi nhiều quá ha. Rồi để mình up rồi. Rồi các bạn lên down giúp mình ha, cái tệp tên là Emic Food Menu mình vừa up lên. Đây ha, mình vừa up lên Emic Food Menu, các bạn download và các bạn giải nén về ha. Và cái bài này là các bạn làm để các bạn sử dụng cho sau này các bạn học tiếp đó ha, nên các bạn lấy về giữ đó ha. Rồi các bạn download về giúp mình nhé.
Rồi. Lấy về hết được chưa ha? Rồi, nhiệm vụ của bạn thiết kế được như thế này. Các bạn nhìn ha, chiều đứng của nó là 4 cục nhưng mà chiều ngang của nó là như thế này này ha. Và do ở đây là hình như là mình chưa auto hay ao hết thì sao? Ha. Rồi, các bạn thiết kế giao diện giúp cho mình giống như thế này. Do nó hơi xấu hơn chút nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao cho nó đẹp lại. Do ở đây nó hơi xấu thì ở phía trên này là cái logo mình cứ ghi trong đó ha. Và ở đây là những cái nút button. Được không? Và cái thanh navigation controller các bạn thấy là nó có chữ đẹp hơn, có màu khác và ở đây có thêm cái nút nữa. Rồi, thì đầu tiên là các bạn thiết kế cho mình một cái giao diện như thế này đã. Đúng rồi, chữ đứng trước. Rồi các bạn làm đi ha. Hình mình đã cung cấp sẵn. Các bạn kéo mình vào trong Access. Đường ha, kéo
cái mình có cái người này kia có anh chính đó, nó có tận anh chứ là anh em bốn lớp đó. Rồi, buổi nay là buổi thứ 16 đúng không? 17. Rồi, buổi 17 ha, bài tập chuyển hình học. Rồi, nhìn lên cái bài của mình thì các bạn thấy là đầu tiên là nó có thanh Navigation Controller. Ở phía dưới là có một cái hình nền, ở trên đây cũng là một cái hình logo. Rồi, chữ của Navigation 3 là chữ Home ha. Những cái nút này là button ha, và nó sử dụng image hoặc background tùy các bạn. Rồi, làm thôi. Qua main storyboard, máy mình nó đang quay clip lại ha, nên các bạn thấy nó hơi chậm xíu. Qua main storyboard, đầu tiên chọn vô cái màn hình cho nó có cái Navigation Controller. Đầu tiên là lên Editor đúng không? Em in. Rồi, Navigation Controller. Rồi, xuất hiện cái này là đúng rồi ha, có chữ Home đúng không? Rồi, ghi chữ Home cho nó. Rồi, tiếp tục có một cái tấm hình nền, vậy là UI Image View. UI Image View này các bạn có thể cho nó giãn tới đây thôi, nhưng mà mình là giãn lên trên này luôn ha. Rồi, không 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 hết, bỏ check Control to Margin đi, và ở phía trên mình sẽ đổi lại thành là View. Rồi, sửa về không ha, Advanced Update. Hình thì mình sẽ kéo vào trong Asset. Rồi, cái hình nền đầu tiên là background. Chọn image, tìm cho mình thằng nào tên là background. Rồi, kiểu chọn của mình là Scale Aspect Field Content Mode ha. Aspect Field.
aspect fill ha, cho nó tự động giãn ra. Vậy nó vừa khung hình là đẹp rồi. Được chưa? Chọn tấm hình và content mode của cái image view mình chọn là aspect fill. Này mình nói rồi ha, cái này là chỉnh hình thôi. Rồi, nhìn thấy cái giao diện này, cái logo. Sao mày? Tạo sao mày? Content mode như vậy. Được không? Chọn vô nó đã. Qua thẻ thứ tư. À, chọn aspect fill. Đây là thuộc tính của một cái image view thôi mà ta. Rồi ha. Các bạn thấy là cái giao diện bên đây nó nhìn nó hơi xấu là do là cái logo nó là nền trong suốt ha, nền trong suốt. Rồi cái nền background chúng ta nó quá đậm đi. Bạn thấy là mấy cái hình biểu tượng này nó làm đậm quá nên mất cái điểm nhấn của cái ứng dụng ra luôn. À, thì để cho cái phần này nó mờ đi, các bạn có thể giảm độ alpha nó xuống. Nhưng mà giảm độ alpha là giảm luôn cái chất lượng hình đó nha. Các bạn thấy là màu nó cũng mất luôn. Được chưa? Thì cái này là một cách thôi. À, rồi mình đưa nó về một. Cách thứ hai là mình sẽ sử dụng một cái đối tượng khác tên là Visual Effect. Visual Effect. Visual Effect có chữ view ha, chữ V á. Visual Effect. Rồi. Thì thằng này khi mà các bạn kéo lên có nhiệm vụ là nó sẽ làm mờ nguyên cái khu vực đó. Ha. À, rồi, thì mình sẽ auto layout nó. Nhưng mà lưu ý thằng này nó luôn luôn có một cái view nằm trong. Nha. Nếu các bạn xóa view này là chắc chắn là không xóa được. À, xóa view này là không xóa được. Đó. Nên các bạn sử dụng hai này đều được ha, thằng trên thằng dưới gì cũng được hết. Thằng này thì nó có thêm một cái view visual effect view nằm con nằm ở trong á, còn thằng trên thì chỉ có một mình nó thôi. Khi mà xài thằng này thì nó sẽ có một cái view nằm ở trong ha, có một cái view nằm ở trong như thế này. Nên thằng này các bạn chỉ xài khi mà các bạn thiết kế xong cuối rồi các bạn mới làm. Tại vì nếu mà nó có một cái view nữa thì các bạn kéo một cái đối tượng nào đó vô, ví dụ như button chẳng hạn, mà kéo vô cái khu vực của nó thì nó sáng lên và nó sẽ chứa vào trong. Được ha. Nên thằng này mình sẽ xài sau. Thì mình giới thiệu trước thằng này có nhiệm vụ là làm mờ đi. Rồi ha. Rồi tiếp tục thiết kế thôi. Ở phía trên này là một cái logo. Thì các bạn nhìn ha, mình chia thằng này tỷ lệ nè, 1, 2, 3. Thì thằng này là 1/3. Một phần ba ha, mỗi cái button là 1/3. Thì cái logo ở đây nè, mình sẽ cho nó tự động canh theo những cái button này cho nó dễ. À, nó sẽ tự động canh theo những cái button này cho nó dễ. Rồi, thì mình sẽ thiết kế cái phần button trước. À, rồi button. Mình sẽ kéo button vào. Rồi để ý xíu nữa thì hai này lại chia đôi ra. Vậy auto layout sao cho dễ nhất? Có phải là chiều rộng thì bằng chiều cao và chiều rộng thì bằng một nửa chiều rộng màn hình không? Cái button này nè.
để thằng này nó tròn quay được như vậy thì phải là nó hình vuông không? Đó ha. Thì những thằng này các bạn nói là chiều rộng thì bằng một nửa chiều rộng trên màn hình, chiều cao thì bằng chiều rộng. Rồi lấy một thằng cố định thì mình sẽ lấy một trong hai này làm góc. Còn cái thằng logo này nó sẽ tự động giãn theo so với khúc trên và thằng trên này. Hình dung không? Thiết kế giao diện ha. Lấy một thằng làm góc, thấy hàng dưới làm góc, dễ hơn là lấy thằng này làm góc xong mấy thằng kia lại bị ép, nó sẽ không đều nhau, được chưa? Rồi thì mình sẽ lấy cái bức tranh bên tay trái làm góc ha. Thằng này sẽ nằm ở vị trí 0 0, neo bên trái và neo phía dưới 0 0. Rồi tiếp tục là nó chiều rộng của nó sẽ bằng một nửa chiều rộng màn hình. Các bạn có thể so với background hoặc các bạn có thể so với view chính đều được, tại vì background chúng ta là bằng cái view chính rồi, do nó giãn hoàn toàn màn hình ha, thì có thể so với chính nó luôn. Rồi mình sẽ cho equal width, add vô và expect ratio ha, tỷ lệ 1:1. Rồi update. Lúc này các bạn sửa cái chiều rộng lại còn 1/2 ha. Đó, thì các bạn thấy cái button các bạn sẽ hiện ra. Rồi, mình sẽ xóa cái chữ button đi. Mình có thể thay thế background ha. Rồi, nhìn trên giao diện cái đây là món lẩu. Thì các bạn tìm cái thằng tấm hình nào tên là lẩu ha, món lẩu. Và mình khuyên là các bạn nên dùng thằng mình nghĩ là mình dùng thằng background thì nó sẽ dễ hơn ha. Còn nếu mà các bạn chọn thuộc tính image ha, món lẩu, nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà thằng này thì nếu mà kích thước, nếu các bạn không xét kích thước chiều cao chiều rộng thì nó sẽ tự động giãn ra. Còn thằng background thì nó cứ canh theo kích thước mà chúng ta xét sẵn ha. Thì cái này là tùy trường hợp các bạn xài. Rồi thì mình sẽ xài thuộc tính background ha, món lẩu. Rồi tương tự như vậy cái button bên này các bạn có thể auto layout sao cũng được hết, equal width, equal height với thằng kế bên chẳng hạn. Rồi cho nó nằm góc dưới ha, 0 0, bên phải và bên dưới, hẹp vô. Rồi lại xóa cái chữ button đi, chọn background image cho nó. Rồi món tráng miệng, tương tự với hai button còn lại ha. Sao bạn? Ý mệt, nếu mà bạn không xét chiều cao chiều rộng nó sẽ đẩy cái button bằng bự bằng cái kích thước tấm hình ha. Ví dụ như bạn thiết kế hình của bạn sẵn kích thước vậy, bạn muốn cái button bạn có kích thước giống như tấm hình luôn thì bạn không cần phải xét chiều cao chiều rộng cho nó, mà các bạn xét thuộc tính ý mệt luôn, tự động nó đẩy giãn ra ha. Rồi món hai vị ha. Món chính. Rồi cuối cùng là cái logo thì nó là UI image view. UI image view kéo thẳng lên phía trên. Thì thằng này rất là đơn giản ha, neo 4 góc 0 0 0 hết cho mình. Và nhớ là neo ở bên dưới nó phải so với một cái button nào đó ha. Không 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 không. Rồi add vô. Thì ý mịch của nó là logo.
và mình sẽ chọn là scale effect fit. Ở đây mình nhớ là có cái logo copy ha, chọn giúp mình cái logo copy á, nó sẽ đẹp hơn. Rồi ở đây mình chọn cái logo, cái content mode đổi lại ha, thành scale to fill. Scale to fill. Rồi các bạn thấy là nếu mà cái background mình cho cái alpha nó giảm xuống thì nhìn nó vẫn đẹp ha. Mình cho nó xuống thành 0.4 thì nó nhìn vẫn đẹp hơn. Cái hình mê công ecology gì đó này là mình ngồi mình tìm cái hình này, xong rồi mình tìm mấy hình con cá này mình cắt ra bằng Photoshop, cái xong mình cắt cái hình này cái mình ghép lại đóng, xài Photoshop với xài Sketch ha, nó được như vậy. Này không phải quảng cáo gì nữa đâu, này là lên tìm. Thằng này là logo copy, nó có hai hình ha, một cái là logo không, một cái là logo copy. Rồi cái background ở đây là mình đang thì đang giảm alpha nó thành 0.4 ha, mình đưa nó về 1 lại. Và cái hồi nãy mình đã yêu cầu các bạn xài đó là visual effect ha, thì các bạn xài một trong hai đều được ha. Thằng có chữ V thì nó sẽ có thêm một cái view visual effect ở trong nữa, nhưng mà mình thấy là nó sẽ không cần thiết ha, thì xài cái trên cũng được ha. Rồi khi xài thì các bạn kéo vô đâu các bạn để ý ha, các bạn kéo ở phía trên background nha, xin lỗi, ở phía dưới background một nấc thôi, có nghĩa là nó nằm dưới tất cả à, chứ đừng kéo vô màn hình như vậy là nó che hết luôn nha. Các bạn kéo ở phía dưới này, hình dung không, phía dưới cái background thôi. Rồi lúc này các bạn kéo nó giãn rộng ra cho mình, kéo giãn rộng hết ra cho mình ha, vì khi mà các bạn kéo giãn rộng ra hết các bạn sẽ dễ auto layout hơn và nó không dính đụng bất kỳ nào hết. Rồi sau đó các bạn auto layout cho nó là 0,0,0 hết cho mình, để cho nó giãn rộng bằng toàn màn hình, có nghĩa là bằng nguyên cái background á. Rồi update. Ha, nhìn ha, visual effect nó nằm ở phía dưới background và trên tất cả các button và logo ha, để nó nằm dưới hoàn toàn những thằng này, để hồi các bạn chạm được mấy ngày nè.
Rồi, lúc này nguyên cái hình chúng ta mất hết. Thì các bạn giảm alpha nó xuống ha. Thì nó sẽ hiện lại từ từ cho các bạn. Đó, được như thế này ha. Mac app icon, ứng dụng Mac app icon, xin lỗi, một trang web tên là Mac app icon. Trang web tên Mac app icon ha, bạn chọn tấm hình. Rồi xong thì nó sẽ gửi cho, nó sẽ yêu cầu bạn nhập một cái địa chỉ mail thì nó sẽ gửi về cho bạn. Bạn chọn tấm hình ở đây. Bỏ vô là đợi. Thứ nhất là khi mà cái bản Xcode của bạn 8.2 rồi thì thằng Mac App Icon này không biết là nó đã fix lỗi nó chưa. Thì nếu mà bạn nhìn, nó sẽ gửi cho bạn một cái thư mục hình về, thì rất là nhiều tấm hình ha, và có một cái chỗ để chọn là cho iOS. Thì đó, nó sẽ chứa danh sách những cái icon của bạn. Nhưng mà có những thằng nó có ghi là A vòng 1X. Nếu còn ha, nếu còn những cái tấm hình ghi là A vòng 1X như thế này thì bạn bỏ từ chữ A vòng tới chữ 1X cho mình. Rồi sau đó bạn kéo hết toàn bộ vô phần app icon. Ha, kéo toàn bộ nó vô phần app icon như thế này. Mở app icon lên. Được chưa? Bạn chỉ cần kéo bằng buông vô đây thôi. Và nó sẽ thiết kế dư một số tấm hình. Thì các bạn nhìn để ý từ trên xuống dưới là iPhone, iPhone, iPad. Nhưng mà lỡ mà kéo dư vô, nó sẽ xuất hiện ra một cái thằng tên là Universe gì đó. Mình nhớ hình như là vậy. Là cái phần dư ra phía dưới này thì bạn xóa đi ha. Chỉ có như đây thôi. Có thiếu, thiếu thì các bạn phải sử dụng phần mềm các bạn vẽ thêm ha, tại vì chúng ta xài free của nó mà, xài bản quyền, có xin lỗi mua thì nó sẽ cho đúng, cho đủ. Tại vì nó có thông báo, anh thấy mỗi lần nó boot notification về á, nó là sử dụng những cái tấm hình nhỏ như thế này. Rồi app icon thì có nhiều, nhiều thiết bị iPhone, iPad, thì từ tùy mỗi thiết bị nó sẽ chọn một cái app icon để hiện lên. Độ phân giải khác nhau ha, nó làm kỹ tới mức độ như vậy. Tại vì nó xài một cái rất là nặng ha, nó xài nhiều cái cho nó khỏe. File đó không phải là file gì cũng được hết, nhưng mà nó không được trong suốt cái nền ha. Không chứa bất kỳ một cái nào đó là trong suốt ha. Nó quét ra thấy trong suốt rồi nó trả về, nó không cho lên, nó không cho chọn hình luôn. Rồi các bạn chạy lên này, thì khi mà các bạn xài Visual Effect thì có một cái bất lợi là các bạn sẽ bị một cái cảnh báo như thế này, vì khi các bạn giảm alpha ha, nhưng mà không sao hết. Ở đây nó nói là alpha của Visual Effect phải lớn hơn hoặc bằng 1. Lớn hơn 1 ha, nhưng mà không thể nào chỉnh nó lớn hơn 1 được hết á. Nó chỉ bằng được con số 1 thôi. Nên không sao ha, cứ để nguyên vậy.
Rồi, được giao diện như thế này chưa ha? Rồi các bạn chạy lên thử. Rồi xoay ngang cái là đẩy mất tiêu luôn nha. Đó tại sao chúng ta có phần Skylab ha. Rồi còn nhớ Skylab không ạ? Xoay ngang các bạn sắp xếp lại cho mình là như thế này ha. Xoay ngang là như thế này. Rồi sai lát như thế nào ha, còn nhớ không? Mở phần dưới này lên ha. Ở đây mình đang thiết kế cho riêng phần iPhone thôi, không đụng iPad ha. Tại nào cần thì các bạn thiết kế thêm. Rồi để sai lát đầu tiên là mở cái nút này lên đúng không? Check vào width 2 đúng không? Gật đầu nó ghê không? Đúng không? Đúng chưa? Chọn qua màn hình xoay ngang trước ha. Rồi check vào width 2. Được chưa? Rồi lúc này bắt đầu mở cái cửa sổ bên này ra ha, hoặc là các bạn chọn hết thuộc tính của nó, chọn hết ha, visual effect button. Rồi thì thằng visual effect với background á, hai này đều giãn hoàn toàn màn hình hết ha. Có cần reset nó không? Cần thì reset hết luôn cũng được ha. Rồi chọn hết ha, vào cái thanh công cụ chọn layer constraints, thì lúc này các bạn sẽ thấy tất cả constraints bị mờ đi hết, được chưa? Chọn vô hết đối tượng ha, qua bên đây layer hết constraints cho mình, rồi những cái constraints nó sẽ bị mờ hết. Rồi auto layout lại ha. Background kéo ra, visual effect nó giãn bằng rồi ha. Rồi background với visual effect 000. Lưu ý kiểm tra lại coi tụi nó có bị đụng thằng nào không, bottom layout guy nè. View. View. Và bên đây cũng là view là đúng, đẹp rồi. Rồi như mình thiếu cái phía dưới này. Rồi neo xuống dưới một cái ha. Rồi visual effect ha. Liền cái. Lưu ý ha, chỗ này auto layout kỹ xíu nha. Add row. Rồi visual effect giãn rộng bằng toàn màn hình. Rồi lôi những cái button chúng ta về ha. Còn cái logo là nó đã giãn cái chiều rộng của nó về thành không luôn rồi. Xin lỗi, chiều cao nó về bằng không luôn rồi. Các bạn tăng nó lên rồi các bạn kéo nó ra ha. Đó. Rồi lúc này chúng ta sẽ di chuyển những cái button chúng ta xuống. Nhưng mà khi di chuyển á, các bạn để ý ha, di chuyển á, mà các bạn kéo là nó nhảy vô Visual Effect nó ngồi á, thì cứ di chuyển bằng con trỏ thôi.
Được chưa? Làm sai lát hơi cực một xíu ha. Rồi di chuyển nó qua. Rồi sắp xếp cho nó đúng thứ tự lại thì sao giờ? Thằng này là 169. Rồi, thằng dưới này là 324. Đó. Rồi lấy cái món khai vị ha, món khai vị là thằng nào ta? Thằng này là món khai vị đúng không? Rồi nó nằm ngược nhau hết rồi. Rồi món khai vị x cho nó về lại 0. Rồi món lẩu cho nó x về là 324. Di chuyển nó thôi ha. Rồi món khai vị, món chính, món lẩu, món tráng miệng. Rồi món khai vị các bạn auto layout cho nó. Nèo dưới và nèo bên trái ha, không không. Lưu ý kiểm tra lại coi mũi tên đúng chưa ha, bottom layout guide nè. Bên đây là view là đúng. Rồi, chiều rộng của nó. Chiều rộng của nó bây giờ sẽ là 1/4 chiều rộng màn hình đúng không? Mình để cho tụi nó bốn cái nằm vậy thì chiều rộng của nó bằng 1/4. Được chưa? Rồi, thì kéo của nó so với cái thằng background giúp mình equal width. Rồi, equal width xong rồi sửa lại thành 1/4. Được chưa? Rồi, chiều cao bằng chiều rộng aspect ratio. Đường thẳng. Rồi tương tự ha, hai này cũng vậy. Equal width equal 2. Rồi nail qua bên trái là button, nail xuống dưới top bottom layout guide ha. Đó, không không. Update. Tương tự ha, thằng này cũng vậy. So với thằng kế bên thôi. Equal width equal 2. Rồi bỏ check ha, nail sang trái, nail xuống dưới. Đó, không không. Rồi tương tự với thằng này cũng vậy. Còn thằng logo này thì các bạn chỉ cần nhiệm vụ là 000 hết. Rồi update. Sau khi auto layout xong rồi đánh cái ha. Thì lúc này là trục đứng là như thế này và trục ngang là như thế này. Rồi chạy lên ha. Để chờ nằm ngang là như thế này, đứng đổi lại. Ha. Rồi làm tới đây giúp mình đi ha.
nó sẽ thành. Chào.
Này là chứng tỏ auto layout về nhà không có làm nhiều. Đúng rồi. Rồi ha, chỉ lại lần nữa nè ha. Rồi mình sẽ clear hết constraint của tụi này luôn nha. Muốn làm cho dễ thì các bạn cũng clear hết đi rồi các bạn làm lại giống mình ha. Mất hết constraint ở bên này ha, clear hết rồi mất hết. Rồi xóa thằng visual effect đi. Được không? Còn lại như đây thôi, làm cho dễ. Được chưa? Rồi đầu tiên auto layout bình thường đi, thằng visual effect là làm cuối cùng, cứ nhớ vậy là được. Nếu có xài nó ha. Rồi đầu tiên background auto layout bình thường không 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 hết, được không? Xóa thằng visual effect là thoải mái tự nhiên luôn ha. Rồi thằng button này mình sẽ nail ở phía dưới và ở bên trái không không, chiều rộng của nó so với background cũng được hoặc so với view cũng được ha. So với background thì equal to. Rồi sửa lại là 1/2, được không? Bằng nữa. Rồi chiều cao bằng chiều rộng aspect ratio. Được chưa? Rồi thằng này tương tự ha, equal width, equal height, add vol. Rồi nail xuống dưới, nail bên phải. Thằng này cũng equal width, equal height. Rồi, nail bên trái, nail phía dưới. Ha, do mình đúng chỗ rồi ha, các bạn nào bị lệch thì các bạn kéo lại rồi các bạn này thôi. Tương tự thằng này equal width, equal height, add vô. Nail bên dưới, nail bên phải. Rồi thằng cuối cùng là thằng logo của ta thì nail 000 hết. Đó. Được chưa? Rồi khi xây ngang, khi xây ngang, giờ không còn thằng visual effect nữa nè, dễ làm hơn. Đầu tiên là cái background nó chạy sai nè, lôi nó về. Rồi những cái button nó cũng đi lang thang sai luôn, kéo nó về. Món khai vị, món chính,
Ngon rồi, món lẩu. Còn cái thằng logo nó bị mất ở đây nè, kéo nó xuống. Rồi xong rồi chọn hết tất cả lại ha. Clear contract. À xin lỗi, quên, check vào width hay đã. Rồi sau đó chọn hết tất cả ha, clear contract. Được chưa? Rồi thằng này bây giờ sẽ là 1 phần 4. Thì 1 phần 4 ha. Neo trái và neo dưới 0 0. Rồi equal width với thằng background hay thì expect ratio thì tỷ lệ của nó là 1:1. Sửa lại. Rồi chiều rộng là 1 phần 4 so với màn hình ha. Rồi update. Equal width 1/4. Lúc mình lia con trend hình như bị sai rồi. Rồi không ha, không. À cái background mình để ý xem coi nó auto layout chưa. Chưa ha. Chưa auto layout nó nên chạy kia sai là phải rồi. Rồi so lại ha. Equal width. Rồi sửa lại là 1/4. Rồi chiều rộng thì bằng chiều cao, aspect ratio. Rồi tỷ lệ 1:1. Đó. Được chưa? Tương tự như thằng này cũng y chang thôi, quýt hay. Bên trái phía dưới ha. Đẹp luôn. Xóa xong hết rồi chút kéo lại rồi auto layout lại thôi. Rồi tiếp tục thằng này thì cũng y chang như nãy ha, không 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 không. Và lưu ý thằng không ở phía dưới này coi đúng nó chọn pattern nào chưa. Rồi đúng rồi, hẹp rồi, được chưa? Rồi đánh ha. À rồi lúc này thì có thằng Visual Effect thì kéo nó vô lại được không? Kéo nó vô lại. Rồi kéo nó rộng xuống. Rồi auto layout cho nó 0 0 0 0. Hai con. Rồi update. Giảm alpha của nó xuống. Được chưa? Sau đó qua chiều ngang. Lại check vô. Rồi riêng mình nó lia thôi. Được chưa? Nhưng mà đa phần những cái thằng mà nó giãn động màn hình như thế này mình khỏi cần lia cũng được à, thì tự động nó cũng giãn theo ha. Rồi mình đăng. Đó, giờ đứng ngang nhịp đều được hết. Sao? Lia còn trend nào bạn? Nó bị mất hết hay là sao?
Rồi bạn nào xong rồi thì Bill chạy lên thử xoay ngang xoay dọc coi nó được giống mình chưa ha. Xoay ngang xoay dọc mà được giống mình vậy là đúng rồi ha. Sao vậy? Bạn mới nhất các bạn. Xcode 8.2.1. Bạn lên trên App Store và update cái là nó xong. Rồi bạn nào xong rồi thì các bạn vô VDLog ha, các bạn gõ navigation controller.navigation3 thì mình nói rồi ha, navigation controller là một cái để nó chuyển qua màn hình này, còn cái thanh ở trên này nó tên là navigation 3.
Và muốn đổi màu cho navigation bar thì các bạn chấm thuộc tính của nó tên là bar theme color ha. Thì nó sẽ đổi màu cho các bạn. Màu nào các bạn thích cũng được hết. Thì do là ứng dụng ta có cái tông màu ha, mình sẽ lựa theo cái tông màu của logo của nó mình lấy. Và chữ thì mình sẽ hồi chút nữa mình sẽ đổi nó lại thành màu trắng ha, cho nó hợp. Anh Lia và anh đã delete nó luôn rồi kìa. Anh xóa mất nó luôn rồi. Anh xóa mất nó thì khi mà anh xoay ngang thì có, anh xoay đứng không có. Yeah. Tốt nhất là comment Z lại ha. Rồi ha, các bạn nhìn nè, tiếp tục mình muốn đổi màu cho cái thằng navigation title của navigation bar. Thì các bạn nói là navigation bar ha, chấm title text attribute. Thì biết để biết thằng này có những cái thuộc tính gì á, các bạn giữ phím option ha, các bạn đưa vào nó, các bạn click vào cho mình. Thì lúc này nó sẽ hướng dẫn cho các bạn, nó sẽ ghi ở đây, nó mô tả rồi, nó sẽ hỏi, nó sẽ có những cái phần là using the text attribute key, thì nó sẽ có một cái phần là những cái ký tự ha, thì các bạn click vô thì nó sẽ chuyển cho các bạn tới một cái docs, cái này nằm trên Xcode ha, và nó sẽ cho các bạn tên, được chưa, background nè. Rồi các bạn muốn đổi màu chữ, mỗi màu chữ ha, thì là ns font Row color attribute name, đổi phông chữ là ns font attribute name. Đó, thì nó sẽ cho các bạn được những cái key như thế này ha. Thì giữ phím option nha, phím option đưa vào nó, thì nó sẽ đưa cho các bạn cái gợi ý, và từ cái này các bạn đọc. Được chưa? Rồi, phông chữ là ns font attribute name 2 chấm, rồi kiểu là UI font, mở mặt ra, xóa cái mặt vuông phía sau đi ha, rồi chọn mình cái name và cái kích thước, đóng mặt lại và đóng mặt vuông lại như thế này. Ở trong đây nó đã ghi sẵn cho các bạn rồi nha, ngay phần title attribute name
xin lỗi, title text attribute, nó sẽ có một cái phần character attribute, nó sẽ cho bạn vô đọc, thì nó sẽ cho bạn đây là những cái key mà các bạn có thể truyền vào ha. Truyền vào xong rồi thì các bạn ghi vô ha. Đây là phần để ghi key ha, và cho biết kiểu dữ liệu nó là kiểu string đó. Giữ phím option ha. Vậy muốn đổi phông chữ thì các bạn sẽ thấy thằng nào liên quan tới phông, đó là ns phông attribute name. Rồi thì lúc này chúng ta sẽ cần phải khởi tạo một cái biến là phông ha, UI phông, truyền cái tên vô và kích thước. Ví dụ như mình nói kích thước là 17 chẳng hạn, phông chữ là phông gì. Thì hôm bữa nói rồi ha, muốn lấy phông chữ ra ngoài main storyboard, kéo một cái label hoặc là chọn một cái button gì đó, phần phông được chưa, chọn một kiểu nào đó custom ha. Rồi phần family các bạn chọn một cái, ví dụ mình chọn này rồi mình sẽ đăng cái ha, copy cái tên nó dán vô trong này, rồi chạy lên ha. Thì chắc chắn chạy lên chỗ này sẽ bị lỗi ha, các bạn xem tại sao lý do mà nó bị lỗi. Ồ, được luôn hả. Nếu ở đây mình ghi là ABC thì chắc nó sẽ bị lỗi. Và các bạn sẽ thấy nó có một cái cảnh báo chỗ này ha, này chắc là bản Xcode nó đã fix rồi. Lý do là cái hàm UI phone này nó sẽ trả về cho các bạn kiểu là UI phone chấm hỏi, nên các bạn thêm dấu chấm than phía sau giúp mình nha. Ở đây nó nhận là nhận một giá trị hoàn chỉnh chứ không phải là nhận một là nil, hai là giá trị ha. Đó. Rồi lúc này mình chỉnh là phone size 17 nên nó nhỏ quá, mình chỉnh lên 25. Được chưa? Nhỏ nữa thì lên 30 ha. Được chưa? Thì lúc này các bạn có thể custom lại được cái title trên navigation bar. Nhớ ha, thuộc tính tên là title text attributes à. Và muốn biết những cái key này nằm ở đâu thì chỉ cần đưa phím option và con chữ chuột tới nó sẽ bật ra cho mình một cái hộp thoại gợi ý, nó mô tả trong này. Thì khúc này nó sẽ ghi cho các bạn những cái ký tự mà các bạn có thể quăng vào đây, thì nít vô cái nó sẽ chuyển vào bạn một cái docs à. Được chưa? Thì ở đây nó sẽ ghi cho bạn đây là những cái từ khóa nè, thì từng cái từ khóa các bạn đọc coi nó ghi nó ý nghĩa của nó là gì ha. Thì mình xài hai cái thông dụng nhất là màu chữ, là thằng ns foreground color attribute name, và cái thằng màu chữ, ôi xin lỗi, cái thằng kiểu chữ là thằng font thôi, ns font ha attribute name. Ngoài ra nó còn shadow nè, ha, bóng ha. Rồi còn nhiều cái nữa thì các bạn có thể xem ha. Được không? Bạn lên trên của thằng Swift, của thằng A, của thằng Apple nó có hết ha. Đúng rồi, nhưng mà tiếng Anh nha bạn. Còn nếu bạn không biết thì bạn cứ gõ hàm, nó cũng có mô tả cho bạn phía dưới nè. Đưa cái phím option vô ha, nó có mô tả cho bạn hết. Được chưa? Thì tự sử dụng cái thằng title test attribute là thuộc tính ha.
nó sẽ cho các bạn chọn cái kiểu là dictionary. Tại sao mình biết mình ghi như thế này? Thật ra là thằng attribute này nó ghi cho bạn là kiểu string any. Cái này là gì? Dictionary, đúng không? Truyền một cái key và kiểu dữ liệu, bất kỳ cái dữ liệu nào, được không? Đó, thì nên mình nó sẽ ghi một cái nhọt nhọt mặt vuông ra, và ở đây là key, còn này là attribute. Thì mỗi cái tương ứng một key là thằng này là chọn màu chữ, đúng không? Thì mình sẽ truyền vào cái màu. Còn đây là chọn phông chữ thì mình truyền vào một cái phông. À. Rồi các bạn cố gắng về nhà làm Scilab lại một lần nữa nha. Rồi. Các bạn cũng thấy cái bài mình làm rồi, thì buổi sau các bạn làm lại cái bài tập trước ha, nãy mình không có sửa. Thì các bạn nói là các bạn tự làm lại. Rồi. Bài tập thứ hai cho các bạn là các bạn chọn vô bất kỳ cái nút nào trong này. Ha, chọn bất kỳ cái nút nào trong này, nó sẽ chuyển màn hình cho các bạn qua. Thì các bạn thấy nè, khi mình chọn vào cái món khai vị. Đây, thì trên này là chữ món khai vị. Được không? Back về chọn đây món chính, thì trên đây là món chính. Ha, ở đây món tráng miệng, trên đây hiện ra chữ món tráng miệng luôn. Rồi bài tập về nhà các bạn là nhấn vào button chuyển màn hình và đổi cái title trên này. Được chưa? Và bài tập kia ha. Có khó quá không ha? Bài tập về nhà là cái bài tập kia ha, rồi bài tập chuyển màn hình như thế này. Rất là dễ ha, không có khó đâu. Bấm vô chuyển qua một màn hình mới. Và màn hình này không phải là bốn cái nha, nó chỉ là một màn hình và nó chỉ đổi cái title phía trên thôi. Hình dung không? Được chưa? Bấm vô chuyển qua một cái màn hình thôi, nhưng mà nó chỉ đổi cái title phía trên. À, chứ không phải chuyển bấm vô này chuyển qua một màn hình có title là món khai vị, rồi cái là có title là món tráng miệng nha. Không có nha, chỉ có một cái thôi. Sao giống nhau được? Anh sẽ tùy vào cái thằng mà anh truyền qua anh đổi. Cái kiểu trình bày nó sẽ giống, nhưng mà cái dữ liệu đổ ra nó sẽ khác. Ở trong đây thì nó sẽ... Sao? Ý bạn là sao ta? Nó không cho bạn bấm đâu ha, không gõ chữ font ra được, font literal đâu. Ha, hình thì có, nó chỉ mới hỗ trợ cho bạn là color là hình, ôi xin lỗi là màu, và thêm một cái thằng nữa là image. Các bạn gõ là image ha, nó sẽ ra image literal. Nó sẽ cho bạn chọn hình. Mới hỗ trợ hai ngày thôi, chưa có font. Ha. Image cũng cho chọn được. Ha, gõ image thì ra image literal, còn gõ color thì ra color literal. Ha, thì mới hỗ trợ bạn hai ngày thôi. Chứ font thì các bạn cần phải qua bên kia các bạn copy tên nó qua nha. Không, em chưa kêu hiện nội dung đâu ha. Không. Đối với anh chuyển qua một màn hình nó có cùng một kiểu thì anh chuyển qua một cái, nhưng mà thí dụ anh nói là món khai vị anh trình bày khác, món tráng miệng anh trình bày khác, thì anh sẽ có thêm hai màn hình nữa. Chứ không phải là bắt buộc là lúc nào cũng chuyển qua một bên. Đúng không? Còn nếu mà khác nhau thì thêm màn hình nữa. Ha, rồi bài tập về nhà của bạn như vậy ha, chuyển qua đổi title nha. Nhanh ý. Sao nó không chạy là sao? Không chạy cái gì bạn?
Nhớ về làm bài tập ha. Tiếp tục không làm thì mình cũng không sửa, vậy thôi. Bạn online cũng vậy ha, mình kêu bạn không làm thì bạn coi chừng mình nha. Lý do là tại sao bạn biết là bạn biết rồi ha. Rồi ha, thì hôm nay chúng ta nghỉ ha, các bạn cố gắng đi đúng giờ nha. Bữa sau mình sẽ không đợi nữa, 30 bắt đầu, nếu mình có trễ là mình trễ sẽ trễ 5 phút thôi ha. Và mình sẽ bắt đầu hướng dẫn ha. Rồi, không có gì thắc mắc, hôm nay chúng ta nghỉ ha các bạn. Thì bạn nào muốn biết cái bài gốc nó chạy như thế nào thì mình cũng sẽ cho bạn xem. Tại bài này mình làm lâu lắm. Hình như bài này mình chưa auto layout, chạy lên chắc nó xấu. Đây, nó như thế này. Thật ra là cái layout này là của một bạn lớp trước, bạn đã thiết kế lại ha. Và cái app này nó sẽ có cái logo. Logo này mình tự làm. Cái chụp hình đó các bạn, nó tên là button item, ba button item kéo lên rồi bạn có thể chọn hình trên đó được. Giống như là UI button, như y chang UI button, kéo lên ha. Xong rồi bạn có thể chọn hình ở đây, hoặc là các bạn có thể đổi kiểu của nó, camera thì nó thành camera. Lít phải kéo qua bên kia ánh xạ action đi. Bạn nhìn nó như UI button cho dễ. Nó là một cái nút luôn, không có khác gì hết. Thường thì các bạn sẽ thấy bên một bên là cái menu, bấm vô cái sổ là cái menu á, thường nó làm như vậy. Sao bạn làm đơn giản tới vậy thôi chứ chưa làm tiếp. Thank you.
Gracias.